Xin chào các bạn ạ. Trước mắt các bạn đây là món cá diêu hồng om dưa chua. Cá om dưa là một món ăn lâu đời mà được rất nhiều người Việt Nam yêu thích. Món cá om dưa thì có vị béo ngậy của cá, vị chua chua ngọt ngọt của cà chua và dưa muối quện vào nhau, thêm một chút hành lá cho đẹp và một ít thì là cho thơm. Vậy là mình đã được một món ăn ngon đãi cả nhà và thết đãi bạn bè rồi. Bây giờ thì trên các bàn nhậu trong nhà hàng rất hay có món cá om dưa. Vậy bây giờ mình mời các bạn cùng theo dõi video của mình nhé. Xin chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến với các bạn món cá om dưa. Như bình thường ấy thì người ta hay làm cá chép om dưa, nhưng mà mình thì hôm nay là mình làm bằng cái cá diêu hồng này. Mình rất thích ăn cá diêu hồng là bởi vì là cá diêu hồng này thì kho cũng ngon này, rán sốt cà chua cũng ngon, và om dưa thì là cũng ngon. Thế là mình mua con này là 1,5 cân. Thì chị mổ cho mình, sau đó là mình về mình rửa qua bằng muối này và giấm này để khử cái nhớt và cái tanh của cá đi. Sau đó là mình có ướp qua bột canh, mình để 20 phút rồi. Nguyên liệu tiếp theo của mình đây là dưa chua này. Dưa chua này mình muối đấy các bạn ạ. Tiếp nữa là mình có 200g cái thịt ba chỉ với một chút tinh bột nghệ. Thì các bạn có thể làm bằng cái nghệ tươi giã ra rồi vắt lấy nước, nhưng mà nghệ tươi thì vắt nước thì nó khi hay bị vàng ra tay hoặc là nó vàng ra cái nồi khó rửa. Mình có 3 trái cà chua và thì là này, rửa sạch rồi, hành cắt khúc này, một ít gốc hành để lát nữa mình bày lên trên trang trí này. Mình có 2 trái ớt đây, hành tỏi, hành khô, tỏi khô bóc vỏ này, một chút bột canh này, nước mắm này, hạt tiêu, mì chính và nước dưa chua cùng với lại dầu ăn nữa. Thì bây giờ mình đi mình sơ chế, mình sẽ rán qua cái con cá này lên để mình cho vào cái nồi này để om nhé các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho dầu vào một cái chảo cho nóng vào, sau đó mình sẽ cho cá mình rán. Riêng cái món cá om này thì các bạn nên rán ra lên, bởi vì nó sẽ săn cái miếng cá và ăn cái miếng cá nó đậm đà hơn. Nếu mình rán ra mà mình lật cái mặt kia thì nó đã chín sơ sơ rồi. Một bước sơ chế nguyên liệu nữa là mình đi mình thái cái thịt ba chỉ này. Mình thái vừa vừa thôi chứ cũng không nên dày quá mà cũng không mỏng quá. Có nhà thì người ta lại cho bằng cái tóc mỡ hoặc là cái thịt vai đầu rồng ấy. Mình thì mình cho một ít thịt ba chỉ. Sau đó là mình cho một chút bột canh và mì chính vào, mình ướp với lại hạt tiêu nữa. Mình ướp để cho nó ngấm vào cái miếng thịt này thì ăn nó sẽ ngon ạ. Khi mà thịt nó đã ngấm rồi thì mình cho lên một cái chảo khác nhé. Mình xào qua lên cho nó căng cái thịt. Để lát nữa là mình sẽ đổ vào cái nồi cá om dưa đấy. Mình đảo đều tay lên và thịt nó săn gần chín hết rồi thì mình sẽ xúc ra cái đĩa này. Tiếp đến là mình sẽ đi mình đập thành và băm nhỏ nó ra để mình khi thơm lên rồi là mình sẽ xào cà chua.
khi cái hành tỏi của mình nó đã vàng có mùi thơm rồi thì mình sẽ cho cái cà chua này vào mình xào lên. Cà chua mình đổ muối cho vào. Khi cà chua nó đã xăm xăm rồi thì mình cho dưa chua vào, mình xào đi. Các bạn nhìn thấy cái cọng dưa này, ngon chưa? Nó vừa giòn, nó vừa vàng, nó vừa thơm. Nó cũng không bị chua quá. Nếu mà ăn chấm với lại nước mắm nguyên chất thì cũng rất là ngon. Khi dưa nó đã xăm rồi mình nêm mắm muối rồi nhé. Thì mình sẽ cho vào đây một nửa bát nước dưa chua. Không có là sợ chua quá cả nhà. Và mình cho thêm một chút nước sôi nữa vào đây. Sau đó là mình sẽ đổ ra cái nồi lẩu ấy để mình cắm điện lên và mình sẽ cho cá vào. Bây giờ mình sẽ múc cái dưa này ra cái nồi lẩu. Nếu như là các bạn mà có giấm bỗng thì các bạn cho một chút vào, nó vừa chua mà nó lại vừa thơm nữa. Nhưng mà là mình cho cái nước dưa chua cũng được. Còn có một số nơi thì người ta lại cho đường. Thế nhưng mà mình thì mình lại không cho đường. Đấy, cá mình đã rán vàng đây rồi các bạn nhé. Mình sẽ xếp vào đây. Tiếp đến là mình sẽ xếp cái thịt ban nãy mình xào đấy. Mình xếp nó vào xung quanh này. Mình sẽ đặt vào cái nồi lẩu này và cắm điện lên. Chờ một lúc nữa nó sôi là chín thôi. Bây giờ cái nồi cá của mình nó sôi rồi, mình sẽ pha cái tinh bột nghệ vừa nãy đó. Mình pha vào một chút nước, sau đó là mình dội nó vào cái nồi cá ôm dưa này, nó sẽ có màu hơi vàng vàng rất là đẹp. Vừa ngon vừa hấp dẫn. Mình sẽ nêm gia vị và mình cho thêm một chút nước mắm vào đây cho nó thơm. Mình sẽ cho rau vào. Tiếp đến là mình sẽ xếp cà chua lên. Vì ban nãy những miếng cà chua mình xào thì bây giờ nó nát hết rồi. Bây giờ mình xếp cà chua lên thì là vừa là trang trí vừa là lát nữa thì nó mềm mềm, mới ăn miếng cà chua nó ngon. Các bạn nhìn đã thấy hấp dẫn chưa ạ? Món cá ôm dưa này thì nguyên liệu rất là dễ kiếm này, mà cách chế biến cũng đơn giản. Đặc biệt là cá này thì nó lại chứa rất là nhiều vitamin và đặc biệt là cái omega 3. Khi ăn thì là các bạn có thể ăn kèm với bún và rau sống. Món cá ôm dưa là một lựa chọn đầu tiên cho những ngày trời se se lạnh đấy ạ.
Như vậy là nồi cá om cua của mình đã chín rồi đây các bạn ơi. Ớt cho ra cạnh này, nếu mà ai không ăn được thì rất tốt. Không có một chuyện nào cả. Ngon như ở nhà hàng. Bây giờ mình xin tạm dừng video tại đây. Mình xin cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ mình trong suốt video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.